vặn vẹn dịch một tí em về em thăm trại. 100 đô bồ câu gà sinh sản rất tốt mà. Chim non hiện tại có 40 đôi ấy. Ấp này ổ kinh Hà Lan à? Bên kia để toàn trứng á. À, chim con này, ấp này. À, anh đen nuôi con rất tốt mà. Đấy. À, lồng vô chim con này. À, chim con này, chim con này, em chưa chim con này. À, giờ ổ chuẩn bị đẻ này. À, chim con này. Đó. Mô hình nuôi quần thể này rất hiệu quả nha. Ai có muốn làm mô hình nuôi quần thể giống gì thì liên hệ với mình ha. Thì mô hình nuôi quần thể này á, là ý tưởng của mình á, là cách đây khoảng cỡ 10 năm, 12 năm về trước à. Lúc đó mình cũng mới bắt đầu học lớp 11, 12 thôi. Là mình rất là thích nuôi bồ câu kiểu quần thể như kinh thế này. Mà hồi xưa là mình nuôi bồ câu ta kìa. Sau này khi có điều kiện là mình nuôi bồ câu gà luôn. 100 đô bồ câu gà nuôi quần thể để rất hiệu quả. Thì trong thời gian đầu, khoảng thời gian có 1 đến 2 tháng đầu á, thì tụi nó không có hiệu quả đâu. Để thưa, để không cồn lắm á. Nhưng mà phải kiên trì với nó. 2 đến 3 tháng sau khi mà ổn định lại rồi là tụi nó vậy nè. Đó. Gà vàng, gà đỏ, gà vàng, gà đỏ, gà đen. Có gà Tiger nữa. Đó, bồ câu gà Tiger nè. Tiger này, Tiger đen, còn Tiger đỏ rồi. Cặp Tiger đỏ rồi. Chắc đi up ở đâu rồi. Đây là Tiger đen nè. Máu đời đầu nè. Nó còn đang gãi gãi đâu đó. Đây, Tiger đỏ đây. Đó, nó đứng bên góc kìa. Còn một con nữa. Đẹp lắm. Chắc bọn nó up ở đâu rồi. Không phải vàng ngoài đây nha, vàng đây ở ngoài đây là hơn 10 ổ chim non rồi ha. Nhưng mà còn vàng đây nữa. À, vàng đây thêm gần 10 ổ nữa. Ở trong này. Ở trên nữa nè, ở trong kia nữa nè. Đó, đang ấp lồi đuôi hết rồi. Đây nè. Đấy. Không phải ấp trong ổ không nè, ấp dưới đất nè. Đó, hai ổ dưới đất kìa. Đó. À, ai muốn kinh nghiệm nuôi gà đỏ nè, con trống này trống ký mốt của mình nè. Nuôi quần thể luôn không sao hết, đi lắc trong ký nè. Trong đen này chính là 1,5 nè, trong bông này chính là 1,5 nè, trong đen này 1 ký nè, trong đen này cặp với lại mái đen đang nuôi con kia nha, để con ra màu đen chuẩn rất tốt. Ở đây có cặp con chim con màu đen nè. Chim con màu đen. Hiện tại giờ chim con mình cũng rất là nhiều, nhưng hiện tại mình chưa có xuất ra ngoài để mình nuôi gầy thêm. Thì qua chắc đầu năm 2022 mình sẽ đi một cái chương trình khuyến mãi. Thì lúc đó đi chương trình khuyến mãi đó, lúc đó mình sẽ đăng lên YouTube, đăng lên kênh Zalo, kênh Facebook. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ ha. Sau đó mình ra chương trình khuyến mãi thì cái người nào đầu tiên mình sẽ tặng luôn nha. Mình sẽ tặng khoảng có 10 cặp chim non. Thì các bạn đón nha, đầu năm 2020 Tết Nguyên Đán á, sau Tết Nguyên Đán mình sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi ha. Một bên đây là bồ câu kinh Hà Lan bên đây nữa này. Bồ câu kinh Hà Lan với bồ câu Thổi Kèn bên kia. Nhưng mà bên đó thì mình sẽ làm một clip quay sau. Tại đây là sẽ là bồ câu gà. Bác nào nói muốn nuôi bồ câu gà quần thể không hiệu quả thì liên hệ với mình ha, mình dẫn lên trại cho xem ha. Cảm ơn mọi người nha, mình kết thúc video đây ha.